từ ngày dịch bệnh tới giờ đó là bán không có được. Mình chỉ có mong muốn là làm sao mà buôn bán để đủ đóng tiền học cho bé, để cho nó cảm thấy là tinh thần nó được thoải mái. Chủ yếu là cái quán này thôi, hai vợ chồng thì cũng chưa có nhà nên là ở nhờ mà hai bên nội ngoại luôn. Mà gặp cái năm nay á, thì vừa dịch Covid nè, nghỉ hết 2 tháng nên cũng khó khăn lắm. Kịp thời hỗ trợ và đồng hành, đó là những tiêu chí của chiến dịch để không ai bị bỏ lại phía sau trong suốt 2 mùa vừa qua. Với mong muốn kịp thời hỗ trợ những hàng quán nhỏ khó khăn vượt qua giai đoạn giãn cách xã hội trong mùa dịch Covid-19, CafeTek đã kết hợp cùng Gojek Việt Nam hỗ trợ hơn hàng trăm nhân vật để có thể có thêm kỹ năng nấu ăn, kiến thức về quản lý cửa hàng cửa tiệm, cơ hội được buôn bán hàng trực tuyến trên nền tảng GoFood, từ đó đồng hành cùng với các nhân vật trong hành trình lập nghiệp trên nền tảng số. Chị thấy giúp gì không bằng một cái công việc. Nếu mà giúp tiền thì họ vượt qua được lúc đó thôi. Còn giúp công việc thì họ sẽ sống được suốt cái phần đời, rồi lo cho con cái nữa. Xem qua 2 mùa thì chị cũng muốn tham gia chương trình này giống như những người trên chương trình mùa 1 và mùa 2. Chị cũng rất là muốn khởi nghiệp như họ. Chị cũng sẽ giới thiệu cho những người thân chị và những người bạn bè của chị đang gặp khó khăn. Chiến dịch để không ai bị bỏ lại phía sau đã nhận được sự tương tác và ủng hộ từ hơn hàng triệu khán giả trên đài. Trở lại với mùa 3 cùng những đổi mới kịp thời hơn, hỗ trợ các hàng quán thích nghi nhanh chóng với những chuyển biến tích cực của xã hội, không chỉ gia tăng số lượng đơn hàng mà còn chất lượng món ăn trong giai đoạn bình thường mới. Cái pha chế nước đó, cô dạy rất kỹ, mình rút kinh nghiệm từ trong cái mấy bài học đó đó, cái mình thử mình pha chế thêm cái này cái kia, cái làm ra được nhiều món hơn. Ai cũng khen đó, làm nước ngon, đa số là trên app là đánh giá 5 sao. Bán cũng nói chung là cũng ve chai cũng ổn, có bữa thì bán app nhiều, còn có bữa tùy theo bữa, có bữa thì mình bán ở ngoài nhiều đó, cũng tùy theo ngày. Bán trên app có ngày là giống như nhiều nhất là cũng phải 50-60 ly, đơn nhiều đó là giống như một lần là cũng dưới 20 ly đó, 10 mấy ly đó. Tính ra là Gojek là đặt đơn là đơn đi nhiều đó. Sau này từ lúc mà xong mình chị đi học cái chương trình xong rồi đó, là bắt đầu Gojek nó tài trợ chị cái app á, là chị mới bắt đầu chị mới bán. Đợt trước có mấy bạn là cũng xuống chị nhận đơn như thế nào này kia nọ thì cũng ok. Cực là cái là mới bán là dọn nó làm hơi chậm thôi, mình chế biến đồ nó hơi chậm thì nó hơi mất thời gian thôi. Nên là bán app này nó khỏe lắm, bán app thì là chị cứ có đơn là chị làm, có thời gian chơi với con, chăm con, nấu cơm nấu nước cho con ăn. Hai bé nó cũng không có chạy ra đường, nó đỡ nguy hiểm hơn. Sau khi mà chị tham gia chương trình đó, nói chung là nhờ nó mà chị thu nhập ổn định. Nhưng mà nếu mà mấy bạn đó có cơ hội tham gia thì cứ nên tham gia. Mình học hỏi thêm được, mình học hỏi thêm cái gì mình cứ học hỏi. Nhiều khi mình may mắn sao giống chị. Thông qua cái chiến dịch để không ai bị bỏ lại phía sau thì chúng tôi mong muốn là có thể tiếp cận và hỗ trợ các đơn vị này làm sao có thể áp dụng hoặc là khởi nghiệp, bắt đầu hoặc là phát triển trên các nền tảng số. Cái đối tượng mà chúng tôi lựa chọn cũng như là tiếp cận trong cái đợt này đó là các thành viên, các gia đình của những thành viên trong hệ sinh thái của Gojek, những người mong muốn khởi nghiệp kinh doanh trên nền tảng số để có thể tăng cái sinh kế của họ, nhưng thực sự thì họ không biết bắt đầu từ đâu. Thì chúng tôi lựa chọn những nhóm đối tượng này bởi vì chúng tôi mong muốn đem lại những cơ hội tốt nhất và hỗ trợ tốt nhất đến với từng thành viên trong hệ sinh thái. Đồng lòng trong gian khó